Thưa quý vị, hiện nay, thay vì chỉ cấp giấy đi đường có QR code cho người đăng ký theo một số doanh nghiệp và tổ chức đặc thù như hiện nay, thành phố Đà Nẵng sẽ cấp cho mỗi người dân một QR code để tham gia các hoạt động được mở trở lại từ 30 tháng 9. Cùng với đó, thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khi mở cửa hoạt động phải có phương án thích ứng an toàn phòng chống dịch trong từng lĩnh vực hoạt động, bắt buộc phải kiểm soát QR code của những người đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ thương mại. Hôm nay, anh Hồ Duy Thanh, một chủ salon tóc tại đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, bận rộn hơn với mọi ngày. Tuy các nhân viên chưa kịp đến Đà Nẵng, nhưng anh vẫn chủ động với các công việc dọn dẹp, chỉnh trang lại cửa hàng để chuẩn bị sẵn sàng đón khách. Không chỉ đáp ứng đủ điều kiện, chủ cơ sở gội đầu, cắt tóc và nhân viên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày. Anh Thanh cũng đã tải ứng dụng Etiquette và Đà Nẵng Smart City và hướng dẫn cho các nhân viên để thực hiện khai báo y tế, kiểm tra mã QR của khách hàng đến đây. Tuân thủ theo 5K và chuẩn bị tải QR để đón khách. Khách vào sẽ quét mã QR. Khi mở lại thêm một số hoạt động, thành phố Đà Nẵng đã tích hợp dữ liệu tiêm chủng vào mã QR khai báo y tế, phục vụ người dân tham gia hoạt động tại một số cơ sở điểm đến. Theo đó, những ai đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc là F0 nhưng đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, mã QR trả về có nền màu xanh. Ai đã tiêm một mũi vaccine từ 14 ngày trở lên, mã QR trả về có nền màu vàng. Ai chưa tiêm vaccine hoặc đã tiêm một mũi nhưng chưa đủ 14 ngày hoặc hệ thống chưa có dữ liệu tiêm vaccine, mã QR sẽ trả về có nền màu trắng. Đây cũng là mã QR duy nhất không thay đổi trong suốt quá trình sử dụng ứng dụng này. Một cái QR code của thành phố Đà Nẵng của chúng ta hiện nay của một cá nhân đó thì như vậy đó rằng là bao gồm các cái thông tin. Thứ nhất là thông tin liên quan đến vaccine. Thứ hai là thông tin liên quan đến xét nghiệm và thông tin thứ ba là thông tin cái vùng mà chúng ta đang ở, cái địa chỉ của chúng ta đang ở như vậy. Trong thời gian tới để kiểm soát được dịch thì mỗi người dân của thành phố phải có một mã QR code, trong đó có đầy đủ thông tin. Các vị vào ứng dụng Đà Nẵng ấy là có thể khai báo được và lấy ra được cái mã. Khi quét lên thì nó sẽ hiện là tôi đã được tiêm một mũi, hai mũi hay là xét nghiệm ngày nào thì nó sẽ hiện lên đầy đủ như thế. Đây là điều kiện, tôi nói luôn là điều kiện để đảm bảo cho việc người dân sẽ được tham gia vào các hoạt động trong thời gian tới, thay cho tất cả các cái giấy tờ đi đường như trước đây. Bên cạnh việc người dân khai báo y tế bằng mã QR, các chủ cơ sở, điểm đến nếu muốn được hoạt động trở lại sẽ phải triển khai nhận diện, kiểm tra mã QR qua thẻ màu, thông tin hiển thị trên mã, thực hiện quét mã đối với tất cả người dân đến điểm hoạt động thông qua ứng dụng Etiquette Đà Nẵng hoặc các thiết bị quét mã chuyên dụng theo quy định. Việc tích cực ứng dụng công nghệ vào kiểm soát dịch bệnh hiện nay là một trong những giải pháp để Đà Nẵng sớm hình thành công dân xanh, doanh nghiệp xanh, từng bước xây dựng thành phố an toàn, thông minh, sớm trở về cuộc sống bình thường mới.